Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Hiện tại là ba anh em mình đang đi dạo ở chung cư Chu Văn An, quận Bình Thạnh đây. Thì các bạn cũng biết ngày hôm qua tụi mình lên đây chủ yếu là để giúp Quang nó dọn trọ đi về quê. Sắp tới nó về Đồng Tháp quay phim với mình luôn rồi, không ở trên Sài Gòn nữa. Mà giờ mỗi tháng cứ để phòng trọ đó đóng tiền thì thành ra nó phí quá đi. Cái hành trình dọn trọ tụi mình có quay phim lại rồi up lên kênh phụ Tony Vlog á, các bạn có thể lên xem nha. Hiện tại mình đang ở Sài Gòn nè. Không mấy bây giờ hai đứa bị dắt tao cho lại đi chơi vui vui coi. Chỗ nào đi chơi vui vui hả? Mày biết chỗ nào không? Trời ơi, mày thấy tao ở Sài Gòn lâu vậy chứ đi học, đi làm xong rồi về phòng trọ nghỉ ngơi hả? Có đi chơi nhiều đâu biết. Ê, còn mày thì sao? Mày cũng ở đây mấy năm mà. Nè, phải chi mày còn nhỏ như team Tony á thì giờ tao dẫn mày đi siêu thị đập trâu kéo bò được. Thậm chí là dẫn đi công viên để cưỡi ngựa. Còn giờ mày già vậy, mày lớn rồi, kiếm chỗ đi chơi thành ra cũng hơi khó cho tao. Ở đây là Bình Thạnh, Thảo Cầm Viên kế bên mày. Thảo Cầm Viên cũng được á, đi luôn nè. Thảo Cầm Viên hướng này nè ông nội ơi. Ơi cái thanh niên này mới lên Sài Gòn đâu có biết đường đi, mà tài lanh thấy ghê không. Kéo khó che lên. Rồi đi. Rồi 20 minutes later. Rồi đi vô. Cái vé thằng Quang dữ kìa. Rồi đi vô nè. Đó. Dịch này đi đâu người cũng phải có cồn, chứ là phải mang khẩu trang nha mọi người. Phải khử khuẩn đầy đủ nha các bạn. Đó. Mang khẩu trang ngập quá ngập. Cái đường vô đây hả? Đi qua bên này. Đó. Vô. Rồi tới sở thú rồi nha mọi người. Đây sào chí. Thì ra đây là cái Thảo Cầm Viên đó hả? Lần đầu tiên tao bước chân tới đây luôn á. Nó bự dữ vậy mày. Bước vô đây giống như mày lạc vô thế giới động vật vậy đó chứ ơi. Thích con gì nói đi, tụi tao dắt cho đi coi. Thích con gì nè. Hai đứa mày biết tao thích chó mà đúng không? Đúng. Dẫn tao đi coi chó đi. Giỡn mặt với tao á hả? Sao? Vô Thảo Cầm Viên mà đòi ngắm chó. Mày có thể ngắm con khác được không? Ngắm chó đi, về nhà mày ngắm đi. Ở trong này thiếu gì loại động vật hoang dã nè. Động vật hoang dã ha? Chó sói được không? Chắc tôi đi coi sói sói. Không có chó sói luôn chứ à? Gì kỳ vậy? Mày có thể ngắm con khác mà ngoài mày cái chữ chó ra giùm tao đi. Vậy dắt tao đi coi sư tử đi. Ở đây cũng không có con sư tử luôn. Không có sư tử luôn mày. Còn củi báo đốm, dẫn tao đi coi báo đốm đi. Không có báo đốm luôn chứ rồi. Mày có thể kiếm cái con khác dễ dễ giùm tao cái không hả? Đâu không vậy trời. Hai đứa bay đừng có hỏi tao nữa. Bây giờ ở đây có những con gì, dẫn tao đi coi hết luôn đi. Bớt giận đi chứ rồi. Bây giờ tụi tao sẽ dắt mày đi ngắm trăng. Ngắm trăng đi. Vinh, mày thấy thằng Quang nói chuyện không? Như vậy mà không quả sao được. Giờ này mà nó dẫn tao đi ngắm trăng. Muốn ngắm trăng á thì tối ra mà ngắm. Ý thằng Quang ngắm trăng ở đây là ngắm con trăng á, chứ không phải là ngắm trăng vào ban đêm ông nội. Gặp đại ca nói chuyện không rõ ràng gì hết. Tại mày không hiểu. Mang khẩu trang vô đi. Đi vô. Rồi. Ba anh em mình sẽ đi qua khu bò sát mình đang ngắm trăng trước nha các bạn. Ở trong đó trăng hả? Không mà nhìn hết hồn luôn chứ. Mùa dịch này đi tham quan sở thú mệt quá các bạn ơi. Có nghĩa là chỗ nào mà trống người không có ai á thì tụi mình sẽ mở khẩu trang xuống. Trăng đất dài từ 4 tới 6 mét là con lớn á nha. Thức ăn chủ yếu là chim, bò sát với thú. Trời ơi nó dài 6 mét, gấp 4 lần chiều cao của mày luôn á chí. Tính ra một bữa ăn của nó có thể nuốt trọn tao luôn á. Ăn mày xong đã no một tháng luôn. Tại vì mấy con trăng này các bạn nó vận động. Con này nó có lửa nè. Giờ nó nóng lưỡng luôn nè. Con này bự quá bự rồi các bạn ơi. Bên trong nữa kìa. Con này là cỡ 6 mét là có thiệt nha mọi người. Nó đang lột da đó mày. Thấy lắm da không? Thấy rồi. Tiếp theo. Da của nó nằm trên kệ này các bạn thấy không? Quá ghê rồi. Vậy là sao mỗi lần lọc da nó là nó bự hơn các bạn? Đúng rồi, nó bự hơn chút xíu. Tình trạng của nó rất nguy cấp nha các bạn, tức là có thể tiệt chủng đó. Sắp tiệt chủng. Rồi, tiếp. Rồi qua đây coi. Tới luôn rồi, tới khu căn đất luôn rồi các bạn ơi. Các bạn thấy cái đầu nó nhỏ xíu vậy đó. Cái nó há ra là bự dữ lắm nha. Còn nhỏ hay sao mày ơi? Này cá sấu con. Các bạn để ý thấy cái răng của nó không? Mấy con này nó còn lớn nhiều lắm. Đây là con rồng đất nè mọi người. Để coi coi, rồng đất. Water Dragon, ủa ngộ vậy? Đất phải là Earth Dragon mới đúng chứ. Kích thước 240mm. Con này nặng khoảng bao nhiêu ký ta? Con này chắc 4 ký, 5 ký quá. Đó, mọi người để ý nhìn mấy cái gai trên lưng của nó kìa nha. Quá ngầu ha. Cuốc ở dưới này đâu ha, cái đuôi nó dài hơn cái thân nó nữa. Cái mọng của nó phía dưới cổ nó giống giống như cái mọng gà ta. Đúng rồi, cái tích gà. Hai con nó ôm nhau kìa. Hay dạ. Sao đi sở thú mà gặp cái trường hợp này nữa vậy? Ôi nó ôm nhau, một con xanh. Đây là cái quá trình giao phối của rồng đất nha mọi người.
đó. À, còn cái con này lột da nữa sao từ lưa hết trơn rồi. Ê, cha người ta đang làm việc mà tự nhiên có thằng cha màu xanh này xen vô chi vậy? Này nó lại nó kiếm mày nè. Tiếp theo là tê giác trắng. Để mình đọc cho các bạn xem nha. Tê giác trắng. Ở trong TV nó nhỏ mà ở ngoài bự chà bá luôn các bạn. Đó, trọng lượng của nó một con là thằng ơi 1440kg tới 3600kg. Có hai sừng nằm trên mỏ. Thức ăn chủ yếu là cỏ, nó hiền nha. Diễn ra quanh năm, mang thai 16 tháng. Trời sinh ơi. Con một lứa à, bởi vì nó gần tuyệt chủng phải rồi. Ok, đây, qua bên đây coi thử coi. Sớm giờ tao đi tới cái chuồng này á là nó thúi nhất luôn á. Dạ, chứ cái tướng của nó bày lớn đó, mày nghĩ coi nó ế ít hả mày? Trời ơi, nó bự kìa các bạn. Trời. Hai cái sừng luôn. Hai cái sừng. Đó, một cái sừng nhỏ, một cái sừng bự nha mọi người. Y như hai cục đá trên. Quá lớn rồi. Như nó khoái ăn gì chú? Nó ăn cỏ là chính. Nó ăn cỏ là chính. Món ăn phụ là thêm bắp này kia ha. Đó, người ta đang thả bắp vô cho nó ăn đó mọi người. Con này nó ăn chay. Wow. Đây, nó chuẩn bị qua nó ăn cái đống rau củ ở đó nha mọi người. Coi ở trong TV tưởng nó dữ, ai ngờ ra đây nó hiền khô các bạn ơi. Nó rất là hiền luôn. Đây, mình zoom lên cho mọi người xem nha, cái mỏ của nó ăn như thế nào nha. Ở đây mấy người cho ăn là người ta lại gần nó được luôn á. À, thì ra là người ta cho ăn, người ta leo vô trong nó được luôn nha mọi người. Nó lớn con vậy thôi. Tá một cái là một trái bắp đó mà nghĩ coi. Con này bộ nó lớn tuổi lắm hay sao mà cái da của nó nứt nẻ trơn luôn á ta. Wow. Tiếp theo là tụi mình tới chuồng đà điểu nha các bạn. Ê, nó cao dữ mày. Quá cao à, dưới sẵn đây mình review mấy con đà điểu cho bạn xem luôn nha. Ê Vinh, nói thấy ở trong phim á, con đà điểu này nè, người ta cưỡi được luôn á, có thiệt không mày? Thiệt mày, ở trong phim mấy đà điểu nó bự dữ lắm, với lại diễn viên họ cũng nhẹ ký nữa. Mấy cái con đó là người ta huấn luyện hết trơn rồi. Còn mấy con này ha, mày bước vô một cái, nó đá mày mất thở. Mất thở thì còn đỡ, chứ cái mỏ của nó mà mổ mình một phát á, chắc mất mạng luôn á. Đừng có chọc nó, mày nhìn được rồi. Thôi bây giờ mình sẽ lấy cái máy zoom zoom gần lại cho các bạn thấy hình dáng với cái mỏ của con đà điểu nha. Cái giò nó bự như mày. Có lẽ như là cái loài này nó hiền hay sao mà người ta nuôi chung tụi nó với bầy linh dương luôn nè các bạn. Thấy nó sống hòa thuận quá mày. Nó ngoài đời luôn á. Thằng đó nó bự kìa. Thấy cái đôi chân nó lực không? Con này mà nó đá một phát thì chết luôn á, chứ đó mất mạng gì. Cỡ chí nó đá ăn cái bay 3 mét luôn á. Từ sáng cho tới 1 giờ chiều luôn mà ba anh em mình chỉ mới tham quan được có vài điểm ở trong sở thú này thôi. Đúng nó rồi. Quá rộng đi các bạn ơi. Bây giờ không có ai tháo khẩu trang xuống chơi, mệt quá. Okay. Bây giờ 1 giờ rồi, khát rồi, đói rồi. Anh em đói chưa? Đói rồi nhưng mà uống nước trước đi mày ơi. Ok, uống miếng nước cho nó có sức. Bắt đầu review những cái địa điểm còn lại trong cái thảo cầm viên này cho các bạn xem nha. Con người, rồi con người mang khẩu trang lên cái. Five minutes later. Đây tới chuồng cọp rồi nè các bạn. Ê, có cái bản thông tin này chứ. Đây, bản thông tin nha. Cọp trắng họ mèo Felide. Đó, con 200-300kg. Chà, cái con mèo này chắc không ai dám nuôi quá. Ấy. Ở trong phim thấy nó nhỏ xíu mà ra ngoài thấy nó bự gấp 2-3 lần con chó bạc dê của mình luôn mày. Ê, mà cọp trắng nó đẹp quá mày. Đây, cọp trắng chứ phải cọp vàng nha bộ. Thì ra đây là chú Sơn Lâm, hổ báo nhất trường mẫu giáo đó hả? Đúng rồi. Tại sao tay chân nó tèo heo nhấp anh nhiều? Ngon không tao nè. Không mấy vô mày giật lộn nó thử coi. Tao đâu có bị điên. Với lại các bạn cũng thấy đó, người ta nuôi nhốt nó ở trong chuồng như vậy nè, tới giờ thì bỏ thức ăn vô ăn chứ có tự săn mồi đâu mà cơ bắp phát triển. Thì đó, thấy nó tèo héo vậy thôi chứ nhìn kỹ vô cái mặt của nó vẫn rất là thần thái nha các bạn. Nhìn thấy ghê quá mày ơi. Cái gì vậy mày? Biết đó, trong mày là một con đực với một con cái nè. Nó đi con... ngang xong một cái là tao hết hồn liền á. Con cái thì nó đang nằm, còn con đực thì nó đi lòng vòng đó. Thấy cha, cái con cọp đực có đang đi ra kìa các bạn ơi. Ê, sao có lớp kính cường lực ở đây mà mình vẫn áp lực quá các bạn ơi. Hai đứa bay nhát quá, để tao đứng đây đối diện với nó nè. Hay nữa. Nó bước tới bước, tao luôn bước nè. Nó, có gì đâu sợ. Trời ơi. Ây cha, nó bự kìa các bạn ơi. Con hà mã. Con hà mã kìa các bạn.
Ê, má này con Hà má con nhỏ xíu à. Đó, cuối cùng thì cũng có con lùn hơn mày rồi đó chứ. Vui không, vui không? Vui chứ. Rồi đi đây à, Hà má, đây kìa kìa. Ấy, Hà má lùn kìa chứ. À, Hà má lùn. Xong mà các con xong đầm lầy thức ăn chủ yếu là trái cây, lá cây, rễ cây và cỏ. Mang thai là khoảng 7 tháng một đứa. Ôi dễ. Là Hà má lùn chứ không phải là con Hà má con. Ở phía ông đây có con đó. Ấy, trời kia luôn. Con bự, mà có điều cái con bự này nó đang tắm ở dưới rồi, nó lặn ở phía dưới rồi, sao thấy được. Ủa vô trong đây nó hợp dịa hoài, sao thấy nó tả. Chừng nào nó lên mày. Ai biết, có thể là một ngày, cũng có thể là một tuần đó. Mày có giỏi thì mày chờ nó đi. Thôi đi chỗ khác coi. Ừ. Chào mọi người, tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn một cái loài động vật có thể nói nó rất là thân thiện với con người mình. Và cũng có thể nói nó là loài động vật duy nhất cao nhất trên thế giới này ở thời điểm hiện tại luôn đó. Vinh ơi, 11 có mặn chí mày đừng có nói chữ cao được không? Nó quê hay sao? Tao quê mà. Ê, nãy giờ hai đứa bay nói xấu cái gì? Tao đứng đây nghe hết rồi đó. Nó nói xấu á thì nói sau lưng. Đằng này ai nỡ lùng nào nói xấu trước mặt nha hai đứa bay vậy? Tao quên chí ơi, tao quên là mày lùng. Giờ mày không thích mua con cổ thì mày ngắm con khác. Có đâu căng nè. Vinh nó nói gì cãi nó, mày đừng có quan tâm. Mày đi theo tao nè, tao dẫn mày tới một cái chỗ này. Có mấy con này, nó lùn lắm. Tao đã bảo rồi, trước mặt tao á, đừng có nhắc tới chữ lùn. Mà sao hai đứa bay nhắc tới chữ đó vậy? Thằng Quang nói phải rồi, cũng có nhiều con nó lùn lắm chứ ơi. Không tin hả gì, đi theo tao nè. Sáng hai đứa bay thiệt chứ. Ê, tới nè chí, cái con này nó lùn lắm nè mày. Ừ. Đâu? Đây nè. Đâu con gì ạ? Hả? What nhờ nheo. Con này mà mày nói lụng đó hả Quang? Phải rồi, nó lụng nhất trong đàn đó, còn gì nữa. Để ý kỹ thì thật sự đây là con voi nhỏ nhất rồi đó chí ơi. Mà không biết này voi gì hết ta. Theo tao nghĩ là voi ma mút đó mày. Mày xàm quá chí ơi. Voi ma mút nó tuyệt chủng cách đây 4.500 năm rồi đó. À muốn biết voi gì mày lên đây mày đọc cái bảng cho tao coi coi. Kìa, có cái bảng kìa. Có cái bảng không chịu coi. Cái bảng rồi, đọc chữ ai? Voi gì ạ? Voi châu Á. Voi châu Á có thể nặng lên hơn 4 tấn. Trời ơi, cái ngà nó không nặng 15 tới 20 kg rồi đó chí. Voi đực mới có ngà. Ok, voi đực mới có ngà nha các bạn. Để ý thấy cái khu ở của mấy con voi nè. Cái gì trong đó cũng bự ta. Cái cây cũng bự nữa. Cái chuồng cũng bự nữa. Tới cục xích của nó cũng bự nữa kìa. Cho chí sư đệ coi cá sấu nha. Hả không cơ mày? Gì đâu mà cho má à, mà mốt cho mày dám tắm dưới sông nữa không? Thôi thôi. Nhìn lấy con này là hết dám tắm dưới sông luôn á các bạn. Bự quá nè. Con này có heo nè. Cái này con cá sấu gì trời? Con này con heo. Đi ra sao đi nổi? Thẳng cái giò ra kìa. Đó đi không nổi nên mới đưa chân ra nằm luôn rồi đó. Nhìn thấy là biết là miếng rồi. Trời. Gan với chú. Thằng ơi, chí đâu vậy? Hả? Mày hay giúp đỡ người già lắm phải không? Xuống dưới giúp ổng tắm cá sấu coi. Cái trường hợp này ngoại lệ mày ơi. Ý, Quang nữa, xuống dưới giúp ổng tắm cá sấu kìa. Thôi mày tắm đi, tao cầm máy quay cho. Thôi được rồi, để tao quay phim cho. À, vệ sinh nha các bạn. Đây là mấy con cá sấu nè. Trời ơi, nó nằm kìa. Mấy con này làm như sợ ông chú này hay sao mày ơi? Không phải, chắc nó quen rồi đó. A few moments later. Ý, cái chỗ này là chỗ ngắm đời ươi nè các bạn. Đúng rồi. Đây, đi vô trong này đi. Phải lên cầu thang mới được mày ơi. Phải lên cầu thang nữa chứ. Cái con này nó sống cũng nơi rộng rãi dữ ha. Nói tới đời ươi mình nhớ tới một mẫu chuyện. Cái câu chuyện này là của ông ngoại mình, ông kể mình lúc còn nhỏ nha các bạn. Khi mà đi lính á, là mấy con đời ươi nó núp ở trong bụi lùm á. Nó nhảy ra nó chụp cái tay mình vậy nè. Gì vậy? Cái mình kiệt sức đúng không? Kiệt sức thì sao? Thì bắt đầu nó bắt mình đi về động, không biết nó làm gì nữa mà không có thấy đi về nhà. Đây, kì vậy? Tao cũng nghe, có nghe bà nội tao kể lại. Nó thích nắm tay con gái hơn nha mày. Phải rồi đó, đặc biệt nó biết lady first, nó ưu tiên phụ nữ luôn mới ghê. Sao mấy con đứa này nó sướng. Mấy con này nó mất dạy thiệt. Nó còn mất dạy hơn nữa, nó bắt con gái về nhà để mà nó cưới làm vợ đó mày. Trời ơi, thì ghê vậy mày. Thiệt với bạn luôn á. Tính ra nó khôn quá chứ. Thằng ơi, nó khôn như người mình luôn á chứ. Chẳng qua là nó thiếu giáo dục thôi. Nè nó kìa, nó kìa.
Ủa sao cái chuồng này con gì sao mình không thấy gì hết trơn trời. Ê, rốt cuộc tao kiếm được con chó cho con Chí rồi nè. Đâu? Kìa, phải rồi Chí. Con Linh Cẩu mà. Cẩu là gì? Phải chó không? Linh Cẩu phải là con chó linh hoạt không? Đúng rồi. Nè. Con chó xấu dữ vậy mày. Ê, mày nhắm cái con Linh Cẩu này đấu lại em bẹt dê của mình không mày? Bẹt dê mình thua rồi mày. Bẹt dê mình cũng ngu hơn. Nhưng mà mày nhắm nó đấu lại con bun đệ của tao không? Thua bun đệ. Bun đệ ghê lắm. Cái hàm nó chà bá gì nè. Trời ơi, hai con gấu này. Phải con gấu không? Phải con gấu không mày? Gấu, con gấu. Gấu hả? Biết là gấu gì? Nó lén lén, nó nhìn vô cửa sổ làm gì vậy? Em bộ coi lén người ta tắm hay gì đây ca. Hay là người ta đang sửa chuồng. Thằng coi quay hai đít ra kìa, tròn vo, không có đuôi luôn tại. Nó lùn đuôi ta. Cái giò không có cái đuôi luôn mày. Kìa kìa, quay mặt ra kìa. Giống con chó chứ. Giống con yêu quái, giống con không mày. Nhìn kỹ cái nét mặt của nó mày. Mày thấy giống giống con chó Alaska không? Tham quan mới có mấy con à, hết ngày luôn rồi. Bạn thấy không? Sắp tối luôn rồi đây nè. Nếu mà mình dành hẳn một ngày chỉ để đi tham quan á, là thừa thời gian đó. Các bạn có thể ngủ, nghỉ thoải mái luôn. Nhưng tụi mình tới đây là vừa tham quan vừa quay phim lại cho các bạn xem. Thành ra thời gian nó bón quá, quay nó không đủ. Thì có gì đâu. Bạn nào mà muốn xem thêm nhiều loài động vật á, hẹn vào clip Tony dẫn team trẻ trâu đi tham quan Thảo Cầm Viên hồi năm trước á. Phải rồi, Quang không nói là mình quên luôn rồi. Với lại mục đích của team mình tới đây chủ yếu là cho thằng Chí nó trải nghiệm thực tế ở cái Thảo Cầm Viên như thế nào nè. Thì hết ngày rồi, mày có thể chia sẻ cái cảm xúc ngày hôm nay tham quan lại cho các bạn ta nghe. Rất là đã luôn các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mình tới Thảo Cầm Viên á. Thấy nó rộng dữ lắm luôn. Từ trước tới giờ mình chỉ thấy mấy con nó trên TV thôi à. Bữa nay thấy được ở ngoài đời thật luôn. Ví dụ như con voi nè, con hươu nè, con cọp nè. Ê, mà nhắc tới con cọp mới nhớ nha, nó bự gấp đôi cái con chó bẹt dê con Vinh luôn á. Nó những cái trải nghiệm như vậy á, làm sao bạn có thể thông qua màn ảnh hoặc là xem trên mạng mà có được. Còn Quang, trải nghiệm sao mà ai nói nghe coi. Thật ra đây là cái lần thứ 3 mình đi tới Thảo Cầm Viên rồi đó các bạn. Nhưng mà thật sự cảm giác rất là thích thú luôn. Với lại các bạn nào mà chưa có đi tới Thảo Cầm Viên á, thì hãy dành một chút xíu thời gian đi tới đây để trải nghiệm thực tế nha. Rồi cảm nhận của mày sao? Nói đi. Còn mình thì giờ giống như Chí với Quang vậy đó. Với lại cái nữa là quá đói, quá khát. Giờ kết quá mày ơi. Kết thúc bi thô thôi. Chứ thật sự là từ sáng đến giờ ba anh em mình chưa ăn gì hết. Chỉ uống có một chai sữa thôi đó các bạn. Rồi, bây giờ thì bye bye các bạn nha. Bye bye. Đi ăn mới được. Trời ơi, con chim mà cũng biết ngủ nữa kìa anh ngáo. Lúc cưng mệt, cưng cứ buồn ngủ không? Dạ có. Thì bây giờ con chim nó mệt thì nó ngủ. Có gì đâu mà lạ. Nuôi chim này nó dễ dữ lắm. Các bạn chỉ cần một cái chuồng nè, đồ ăn, thức uống với một cái cây gác ngang, vậy là xong. Ý, hạt kê bên trong cái hũ đựng thức ăn hết rồi kìa. Bây giờ mình sẽ lấy ra thay nước rồi cho thức ăn vô thêm nha các bạn. Rồi, để mình lấy cái đồ đựng nước ra vệ sinh cho nó sạch luôn. Còn mình thì sẽ vệ sinh cái dĩ lót chuồng nha các bạn. Nuôi chim này nó đỡ